xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Là nội dung được đưa ra trong Đại hội 13 của Đảng và được các địa phương nỗ lực thực hiện. Trong nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Cần Thơ cũng đã đạt được những thành tích ban đầu giúp giảm gánh nặng về giáo dục, tiếp sức cho các học sinh, đặc biệt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nối dài thêm cơ hội học tập cho các trẻ em hiểu học. Ông Nguyễn Văn Tròn dù đã 70 tuổi, thế nhưng hàng ngày vẫn đi thu mua ve chai trên sông để nuôi hai đứa cháu mồ côi đang trong độ tuổi đến trường. Một em học lớp 9, một em mới lớp 3, gánh nặng về trang trải cuộc sống và cả học phí cho hai đứa cháu ăn học, dồn cả lên hai ông bà tuổi đã cao. Thế nhưng, trong những năm gần đây, gánh nặng này đã vơi bớt đi phần nào. Như trước, đó, thì hai đứa thì cũng cả 4-500 ngàn tiền học phí. Nhưng mà sau này đó thì được miễn hết. Thì cái được miễn học phí thì nó cũng đỡ được một phần nào. Gia đình thì nó cũng dễ xây chở hơn cái mấy năm về trước. Mình cũng có được có phần nói năng để mình nhẹ nhàng để lo cho nó cho trong thời gian mà nó nó đang học. Gia đình ông Nguyễn Văn Tròn chỉ là một trong số rất nhiều các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được hưởng lợi qua chính sách miễn giảm học phí của thành phố Cần Thơ thực hiện lộ trình tiến tới miễn giảm học phí với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 là của đảng và cái nghị định đó là 81 là của chính phủ năm 2021 thì thành phố Cần Thơ thì cũng đã có cái chủ động qua từng năm học tham mưu cho ủy ban dân thành phố Cần Thơ trình cho hội đồng dân thành phố ban hành cái nghị quyết về cái quy định mức học phí và hỗ trợ cái học phí cho các em học sinh. Đối với các em học sinh toàn thành phố đó thì thành phố đã hỗ trợ và miễn giảm học phí là 100% theo cái quy định mức học phí. Qua quá trình thực hiện, về phí ngành giáo dục của Cần Thơ đã ghi nhận những bước khởi sắc ban đầu như trong năm học 2022-2023, tỷ lệ đến trường đúng độ tuổi đối với học sinh tiểu học đạt 100% và trung học cơ sở là 97,5% trên toàn thành phố gắn với công tác phổ cập giáo dục thì thành phố Cần Thơ chúng tôi cũng là có tập trung và đạt nhiều cái kết quả rất là nổi bật. Một nhất là cái tỷ lệ quy động các em là học sinh đúng độ tuổi ở các cấp học bậc học đến trường đến lớp thì tỷ lệ là năm sau là cao hơn năm trước. So ra đối với là trung bình chung của là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và trung bình chung của cả nước thì tỷ lệ đối với cái quy động là của thành phố Cần Thơ các em là đúng độ tuổi đến trường là tỷ lệ cũng khá là cao. Qua từng năm học, nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, thành phố Cần Thơ đang cùng những địa phương khác trong cả nước sẽ triển khai những kế hoạch mới trong năm học sắp tới để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua.